Đáp. Chắn bóng thành công, điều số dành cho bóng chờ thành công. Văn Hưng không được. Tiếp tục Văn Hưng. Huy Trình. Mười hai tám. Ta đáp. Ba sáu. Ta đáp. Văn Hưng. Hữu Phước sẽ phát bóng lên cho đội tổ dân phố 9. Rất tốt. Một lưới. Điều số dành cho vật liệu xây dựng Tình Huyền. 13-9. Bóng người sân. Mười bốn. Mười ba. Mười bốn. Chân bóng thay. Và điểm dành cho Tôn Quốc Hải 9-5. Đúng rồi. Tốt rồi. Rất tốt. Xử lý.
Dài lại siêu á. Cầm vũ. Rồi. Xử lý xử lý. Hay quá. Của buổi chiều ngày hôm nay và trọng tài Lê Huy và số 3-1. Dân phố 9 cố lên. Đá nút. Đi xuống. Hữu Thọ. Anh Tình ơi, lấy luôn hai cái anh Tình ơi.